30. Anh ta không ưng ý cô nào ở chỗ tôi, mắng mấy câu hàng chất lượng thấp rồi bỏ đi luôn. Tôi liền về số 76, thì nghe được hai anh ở đây. Tôi liền dội tới ngay. Thật là mất mặt. Giờ đã là thời điểm nào, còn chơi bời kỹ nữ nữa. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu mà làm hỏng việc của tôi, cậu biết sẽ nhận được sự trừng phạt thế nào rồi đấy. Bộ trưởng, có chuyện gì xảy ra khiến ngài tức giận tới vậy? Ra ngoài hết đi. Ra ngoài, mau ra ngoài. Ngài bớt giận. Shibayama đã ra mệnh lệnh bảo chúng ta bắt Tư Mã Không. Nhân tiện mau chóng tìm ra số vàng đó. Tôi thấy lạ thật, Thượng Hải cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Hắn ta trốn đi đâu được chứ? Vàng được giấu ở đâu chứ? Đúng đó, những nơi cần tìm chúng ta cũng đã tìm cả. Lẽ nào Tư Mã Không vẫn trốn trong kỷ viện đó sao? Cái đó khó nói lắm. Xung quanh kỷ viện này là những hàng xóm như nào, cậu đã lục soát hết chưa? Chỗ tôi chắc chắn không vấn đề. Bên đó hình như là tiệm bán thuốc lá. Đằng sau là cái giường trống, tôi mua để đào tạo các cô nương. Ngay bên cạnh hình như là hộ buôn bán tỉnh ngoài, còn nuôi một cô vợ bé. Nhưng ngày thường họ cũng ít có người qua lại, có lẽ sẽ không vấn đề gì đâu. Hộ buôn bán gì? Nuôi một cô vợ bé sao? Đi, chúng ta đi xem. Mặc quần áo vào đi. Hỏng rồi, Ngô Sĩ Quần sắp tới đây. Mau tìm cách. Nếu hắn phát hiện tôi trong sân, tôi sẽ chết chắc đấy. Chỗ này bé tí, thần tiên cũng không cứu được. Không được. Chưa tới lúc bất đắc dĩ không được dùng súng. Để tôi nghĩ xem. Bộ trưởng, trông cậu hất ha hất hải vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tướng quân Shibayama đã tới số 76, đang muốn gặp ngài. Ngài mau về đi, tôi mới từ số 76 đến đây. Ông ta lại tới số 76 rồi. Sao cậu biết tôi ở đây? Ngài vừa đi, tôi đã bước theo sau ngay. Tôi nghe nói ngài đến tìm đội trưởng Triệu. Tôi nghĩ không phải đội trưởng Triệu mới mở kỷ viện sao, nên tôi mới đi theo. Tướng quân Shibayama hình như không được vui cho lắm. Mau về đi. Đi, về xem. Nguy hiểm quá, nếu để hắn ta vào, chúng ta chết chắc rồi. Anh Không, soái phiêu phải làm sao? Anh ta lừa Lâm Sĩ Quần về, không gặp được người Nhật là tôi cả đám cũng phải. Không gặp được người thì không giao được việc. Bảo các anh em thu dọn chỗ này, chúng ta rút đã. Gấp vậy sao? Lâm Sĩ Quần không gặp được người Nhật, lỡ như nổi điên lên quay lại, chẳng phải là tóm gọn chúng ta sao? Còn nữa, đi tìm một cô gái nhanh nhẹn dọn vào đây ở. Đừng bán đứng soái phiêu. Anh Không, lúc này đi đâu mới tìm được cô gái nhanh nhẹn đi? Hỏi vừa ai đó sẽ lộ tẩy mất. Đi tìm Tuyết Nhi, có cô ấy ở đây, soái phiêu có lẽ sẽ dễ đối phó được. Hiểu rồi. Cậu nói tướng quân Shibayama tìm tôi, cậu đến đó bằng cách nào? Chạy tới sau. Xe tôi vẫn đang chết máy trước cửa, tôi sợ làm lỡ việc nên đã chạy tới. Tướng quân Shibayama tìm bộ trưởng có chuyện gì chứ? Còn chuyện gì nữa? Bắt Tư Mã Không tìm vàng, đôn đốc tác chiến thôi. Tôi thấy ông ta còn nóng lòng hơn cả Kagesuke. Nhưng chuyện đó đâu đơn giản tới vậy. Chúng ta có mối quan hệ qua lại bao năm nay với quân thống, bọn họ sắp thành tinh rồi. Nhưng Shibayama mới tới, ông ta còn lâu mới quản nhiều tới vậy. Hơn nữa ông ta vừa tới đã cậy thế châu hoài hải. Tôi cùng đi họp với bộ trưởng, mới vào đã thấy hai người họ nói chuyện trước rồi. Cũng không biết châu hoài hải bỏ thuốc gì vào trong đó. Anh xem thái độ Shibayama dành cho chúng ta còn nóng dội hơn. Đừng than phiền nữa. Trong chuyện này, tôi và Châu Hoài Hải có chung quan điểm. Bộ trưởng, ngài như vậy chẳng phải vẫn chỉ vợ bé thôi sao? Muốn nở mày nở mặt ở Thượng Hải này thì phải được sủng ái, phải là chính thất của người Nhật. Không phải sao? Ngài xem, chúng ta vội vã quay trở về,
Shibayama đang đợi chúng ta ở số 76. Trong lòng ông ta nhất định rất khó chịu. Chẳng thà chúng ta dòng qua bộ tư lệnh hiến binh một chuyến. Ông đến tìm tôi, tôi sẽ tới tìm ông trước. Thái độ của chúng ta quá rõ ràng. Cậu nói cũng có lý. Chúng ta chưa về dội, đến bộ tư lệnh hiến binh. Bộ trưởng Lâm, sao hai người đến đây? Bộ trưởng tới gặp tướng quân Shibayama. Ông ấy có đây không? Ông ấy không ở đây. Chúng tôi phát hiện một kho hàng ở Tô Giới có dấu hiệu cất vàng. Ông ấy đã vội vã đến đó rồi. Tìm được vàng rồi sao? Vừa nãy tướng quân Shibayama bảo tôi gọi điện thoại cho ông. Nhưng các người không ai ở đó. Giờ các người mau chóng đến đó đi. Tôi nói tướng quân có việc gì mà gấp như vậy? Thì ra là chuyện đó. Bộ trưởng, chúng ta mau tới đó đi. Chúng ta đi. Mọi việc là như vậy. Đây là chìa khóa chỗ chúng tôi ở. Cô cầm lấy. Cô mau qua đó. Có chuyện gì thì báo lại cho tôi. Tuyết Nhi. Cô Huỳnh. Đó không phải là cấp dưới của Tư Mã Không sao? Anh ta tìm cô làm gì? Anh ta đưa tôi chìa khóa nhà số 23, Lão Hạp Kiều, bảo tôi mau đến đó. Đó là cứ điểm của họ. Vừa nãy suýt nữa bị mật thám phát hiện là sói phiêu trong tình huống khẩn cấp, đã lừa Lâm Sĩ Quần đi. Đám người Tư Mã Không cũng vội vã rút, nhưng vẫn sợ bị lộ, nên bảo cô tới thế chỗ chứ gì. Đưa chìa khóa cho tôi. Cô muốn đi sao? Đó là chỗ do sói phiêu tìm. Cô lại không nắm rõ tình hình. Kẻ địch cũng bắt đầu nghi ngờ. Để tôi làm cho. Tôi sẽ ứng phó với họ. Vậy cô cẩn thận nhé. Tướng quân Shibayama, tôi không biết ngài cho người tìm tôi. Tôi đã tới muộn, xin lỗi. Đại bộ trưởng Lâm của tôi, anh bận lắm chứ gì? Gọi điện cũng không tìm được anh. Để tôi giới thiệu với anh, Okamura, người phụ trách cơ quan Tokyo Beishutoku Keisatsu. Có chuyện gì cậu ấy sẽ nói với ông. Chào ngài Okamura. Chào bộ trưởng Lâm. Tôi là Okamura. Mấy ngày nay tôi đã thẩm vấn nhiều lần. Tên thuộc hạ của Đoàn Mộc Tinh đã bị bắt đó. Cuối cùng hắn ta cũng khai ra. Nơi này, ông xem nơi này có giải bạc, còn có cả những mảnh vỡ nhỏ của thùng gỗ. Bên ngoài còn có dấu vết lớp xe tải rất rõ. Thông qua những thứ đó tôi có thể dám chắc, sau khi Đoan Mục Tinh cướp ngân hàng số vàng đó, lúc đầu nhất định là được giấu ở đây. Một nơi rộng lớn thế này, các ông lại không phát hiện ra. Còn nói là đã lục soát rất nhiều lần. Lục soát như vậy sao? Tướng quân Shibayama, tôi, tướng quân, chuyện này không thể hoàn toàn trách bộ trưởng Lâm. Nơi này trước đó là Tô Giới của người Pháp. Nhà kho này thuộc về Thương hội Pháp. Tô Giới trước đây không được công khai lục soát. Nhân viên đặc công của bộ trưởng Lâm không được vào nơi này, cho nên mong hãy lượng thứ. Tướng quân Shibayama, ngài Okamura nói rất đúng. Đúng là chúng tôi không được vào đây. Nhưng cả Tô Giới này chúng tôi đều canh chừng nghiêm ngặt, trước giờ chưa dám lơ là. Tôi dám bảo đảm lô vàng đó vẫn đang ở Thượng Hải, ở ngay đây. Nhưng ngay chính nhà kho này không còn nữa. Ông giải thích làm sao đây? Đoàn Mộc Tinh về với quân thống, có người nhìn thấy hắn ở chiến khu 3. Tôi đoán rằng lô vàng đó đã được giao tới tay quân thống. Đó là điều kiện để Đoàn Mục Tinh về lại quân thống. Tư Mã Không tiếp quản nơi này, phát hiện thuộc hạ của Đoàn Mục Tinh bị bắt, cho nên đã di chuyển lô vàng đó. Tướng quân, bộ trưởng nói rất có lý. Vừa nãy khi chúng tôi vào, có quan sát tỉ mỉ ngoài cửa, rất có thể lô vàng đó chưa được dỡ xuống xe đã bị kéo đi rồi.
Còn chưa dỡ xuống xe đã bị kéo đi sao? Vậy anh nói xem, bọn họ đã kéo đi đâu? Kéo đến đâu cũng có khả năng. Chỉ có điều có lẽ không còn ở đây nữa. Với tình hình trước mắt, khả năng giấu chung một chỗ là rất nhỏ. Rất có thể là đem phân tán rồi. Nếu thật sự phân tán nhỏ rồi, việc lục soát sẽ càng khó hơn. Cả Thượng Hải này cũng vài triệu người. Ông nói xem bước tiếp theo nên làm thế nào? Chủ yếu là trong chừng người. Ôm một đống tài sản lớn như vậy không có cách nào rời khỏi Thượng Hải. Tư Mã Không không dám chạy linh tinh đâu. Hắn ta nhất định sẽ quanh quẩn Thượng Hải. Chúng ta chỉ cần bắt được Tư Mã Không, đồ vàng đó sẽ xuất hiện tung tích ngay. Đó là quan điểm chung của tôi và thị trưởng Châu. Được, Bộ Tư lệnh Hiến binh toàn lực phối hợp với ông. Trong vòng một tuần, tôi phải tận mắt thấy ông tóm được Tư Mã Không. Rõ. Ba dạng. Bộ trưởng Lâm về rồi. Sĩ Quân, hôm nay em có hẹn với mấy phu nhân đánh bài, anh mau tới xem giúp em. Anh đang bận tối mặt tối mũi đây, đâu có nhã hứng được như em. Mọi người chơi đi. Đúng rồi, vừa nãy mấy người đánh bài như vậy, tướng quân Shibayama không nói gì chứ? Tướng quân Shibayama gì? Hôm nay không có ai tới. Em đánh bài đây, anh tự làm việc đi. Mọi người chơi đi. Sói Phiêu đâu? Sau khi ra khỏi kho hàng, anh ta nói có việc, chưa thấy quay trở lại. Hôm nay tôi thấy có gì đó không đúng. Rất nữa bị tên đó làm cho lú lẫn rồi. Cậu lập tức đem người quay lại gần kỹ viện của cậu, tìm kiếm kỹ càng, không được bỏ qua bất kỳ nơi nào. Chỗ tôi thì có chuyện gì được chứ? Cần phải làm kinh động tới vậy sao? Xe của tôi còn lái tới cửa kỹ viện của cậu được, của hắn tại sao không được? Hắn nói gặp tướng quân Shibayama ở đây, nhưng ông ta vốn không hề tới. Tên đó đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Cậu lập tức quay về. Tôi phải tóm sống hắn ta. Rõ, tôi đi ngay đây. Tên tiểu tử này. Sao cô ở đây? Tư Mã Không đâu? Họ đi rồi. Tôi đến để thu dọn lại, để không còn dấu vết. Đây là nơi ở của mấy người đàn ông. Tôi đã nghe nói rồi. Lâm Sĩ Quần có nghi ngờ anh chưa? Chưa. Tôi đánh lạc hướng được ông ta. Vì thời gian gấp gáp, lại có nhiều sơ hở nên tôi vội quay về. Tư Mã Không cũng được lắm, rất cảnh giác. Nếu anh ta không đi thì tôi chết chắc rồi. Cô biết không, nơi bọn họ giấu vàng bị người Nhật phát hiện ra rồi. Vậy người Nhật đã tìm thấy số vàng đó chưa? Chưa. Có lẽ vẫn đang ở Thượng Hải. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ vẫn đang ở trong nhà kho đó. Nên tôi đã hướng cho bọn Nhật sang một mục tiêu khác. Tư Mã Không này đúng là tên khốn. Làm lỡ bao nhiêu thời gian như vậy, chúng ta trở nên bị động như hiện giờ. Tuyệt đối không được để kẻ địch tìm thấy trước. Nếu không, chính quyền của Ngụy lại có thêm nguồn vốn. Quả nhiên là Lâm Sĩ Quần quay lại Mã Thương. Cô phải đóng giả tình nhân của tôi, lén lút ở cùng tôi. Hiểu chứ? Được. Sói Phiêu. Đội trưởng Triệu, anh sao anh vào mà không gõ cửa? Chuyện gì vậy? Chúng ta sống ở đây sao để người ta phát hiện ra? Anh xin lỗi. Sói Phiêu, hai người đang sống ở đây sao? Không,
Chả trách anh kén lên chọn xuống không làm gì hết, thì ra là kim ốc tàn kiều sao? Chỗ này trước đây không phải một người ngoại tỉnh ở sao? Hai người dọn vào từ khi nào? Cái đó sau khi người ngoại tỉnh dọn đi, hai chúng tôi liền vào thuê ở đây. Lão Triệu, anh hôm nay anh cũng thấy rồi, anh phải giữ bí mật giúp tôi đấy. Các anh em cũng phải giữ bí mật giúp tôi đấy. Tôi lại muốn xem thử đó là bí mật gì. Bộ trưởng, bộ trưởng, cô ấy, tôi... Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hai người sống chung từ khi nào vậy? Sao tôi không thể tin được vậy? Thì kể từ sau khi cô ấy bị bắt rồi được thả ra, hai chúng tôi đã bắt đầu ở bên nhau rồi. Là vậy sao? Vậy cô nói tôi nghe, quần lót mà Sói Phiêu đang mặc màu gì? Bộ trưởng, im mồm. Màu trắng. Màu trắng. Là màu trắng. Vừa nãy tại sao nói dối? Cái đó hai chúng tôi cũng chưa từng chính thức việc lén lút vụng trộm này cũng đâu phải chuyện gì hay ho. Ngài xem vừa nãy đội trưởng Triệu bắt gặp thật là quá xấu hổ. Vậy tại sao cậu lại chọn thuê ở đây chứ? Cái đó kỹ viện của đội trưởng Triệu chẳng phải ở gần ngay đây sao? Anh ta không sao thì tôi cũng sẽ không sao. Báo cáo. Bộ trưởng, thị trưởng Châu gọi điện tới, bảo ngày mau qua đó, có chuyện cần bàn với ngài. Biết rồi. Sói Phiêu, đừng giở trò khung giặc với tôi. Cẩn thận chân sau dẫm lên chân trước đấy. Không dám. Bộ trưởng, tôi không dám. Đi. Nguy hiểm quá. Chết nữa là tôi rồi. Cô, sao cô biết là tôi mặc quần trong màu trắng? Anh đảo mắt là tôi đoán ra liền. Anh mà mặc màu khác thì không dễ đoán như vậy. Thật là thông minh. Cái đó, thư viên, có lẽ sau này cô phải ở đây lâu dài rồi. Vừa nãy bọn họ thấy chúng ta như vậy, cô phải phối hợp với tôi. Cảm ơn nhé. Anh đi đâu vậy? Tôi đi tìm Tư Mã Không, nói về chuyện lô vàng. Anh Không.
Người đã đem tới rồi. Sói phiêu, xem chỗ này của tôi thế nào. Thanh nhã, yên tĩnh. Tôi định rằng sau này khi Thái Bình sẽ đưa thư viên đến đây ẩn cư, sau đó sinh một bầy ngất. Anh thấy ý kiến đó thế nào? Được rồi, không có thời gian nói chuyện phiếm. Lô vàng đó giấu đâu rồi? Đó là bí mật của quân thống. Tôi nói với anh được sao? Chết tiệt. Có phải vẫn giấu trong kho hay không? Đừng hòng bịa chuyện lừa tôi. Anh cũng không thể giấu chỗ nào khác trong tô giới. Phải, vẫn ép bên trong gạch tường. Chưa bị người Nhật phát hiện chứ? Ép trong gạch tường sao? Chả trách. Được rồi, mau vận chuyển đi. Để lâu sẽ bị lộ mất. Không phải, chuyển đi bằng cách nào? Một đống vàng lớn như vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Tôi nghĩ cho anh cách này. Anh lập tức gửi điện báo tới Trùng Khánh, bảo họ tổ chức bữa tiệc thành công, chúc mừng lô vàng đó về lại Trùng Khánh an toàn. Tốt nhất là Tưởng Nhất Thạch cũng tới, hiểu chưa? Diệu kế. Để người Nhật biết vàng đã ra khỏi Thượng Hải. Nhưng lỡ như không giấu được thì sao đây? Đừng có nghĩ nhiều nữa. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ dừng. Làm xong bước đầu tiên đã. Mau gửi điện báo tới Trùng Khánh. Ngày mai tôi phải nghe được tin từ Trùng Khánh. Được, anh yên tâm. Nếu quỷ viên trưởng Tưởng không lộ diện, ông chủ đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi lấy đầu mình ra bảo đảm. Bộ trưởng Lâm, rất xin lỗi, lại mời anh tới đây. Tôi nghe nói đã điều tra ra lô vàng đó rồi. Cũng chưa hẳn là điều tra ra, chỉ là phát hiện được manh mối. Trong kho hàng của Tô Giới Pháp, chúng ta lục soát ra một nhà kho. Phỏng đoán ban đầu là Tư Mã Không đã di chuyển nó đi bằng xe tải. Chúng tôi cũng điều tra cả người và xe để truy tìm manh mối. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho dự án phát hành tiền mới dự trữ Trung Quốc. Nhưng anh cũng biết, phát hành và lưu thông tiền tệ không có quỹ dự trữ sẽ nảy sinh ra vấn đề rất lớn. Tôi không thể đợi đến khi anh tìm được lô vàng đó nên mới gọi anh qua đây bàn bạc với anh xem. Tôi dùng tiền mặt 100 triệu đổi lại 500 cân vàng từ Giang Tô. Anh đừng cao mày thế. Chiết Giang cũng làm như vậy. Chủ tịch Uông cũng đã đồng ý. Thị trưởng, làm vậy không được. Anh gửi cho tôi một đống ngân phiếu, tôi biết đi đâu đổi lấy vàng cho anh đây. Giang Tô là mảnh đất màu mỡ, đừng nói 500 cân vàng, có gấp 10 lần cũng vẫn có. Dân gian có nhiều lắm. Ý của thị trưởng Châu là bảo tôi ra ngoài nhân gian lục soát sao? Thị trưởng Châu, Giang Tô liên tiếp năm nào cũng xảy ra chiến sự. Chỗ có tiền thật sự cũng là Tô Tích Thường. Thuế má lại nằm trong tay anh. Chủ tịch tỉnh như tôi cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Bảo tôi làm cũng được. Giao cho tôi quyền thuế má ở Tô Tích Thường đi. Sĩ Quần, anh nói vậy là quá đáng rồi đấy. Vậy được, tôi cho anh một tuần. Tìm được vàng, những lời vừa nãy tôi nói xem như bỏ đi. Nếu như không tìm được, cứ như vậy mà làm theo. Sĩ Quân, đó là việc đại sự của cả hệ thống chính quyền. Anh không thể trông nó sụp đổ được. Chú ý động thái của địch. Có chuyện gì lập tức gửi tín hiệu. Dân, tôi biết rồi. Chú ý an toàn. Đi thông thả. Xin lỗi, tôi đến muộn. Lão Trịnh, bên ngoài kiểm tra rất ngặt. Kẻ địch như một đám chó điên vậy, đang lùng soát từng chút một. Bọn chúng đang săn lùng số vàng đó. Đó là thứ chính phủ Ân Ngụy mong muốn có được. Đúng rồi, tôi nghe nói anh suýt nữa xảy ra chuyện, đúng không? Không phải chúng tôi xảy ra chuyện, là Tư Mã Không. Anh ta trốn đến Thanh Lương Quan rồi.
Lão Trịnh, Sói Phiêu tìm anh cũng là vì chuyện lô vàng đó. Nếu không mau chóng chuyển đi, e rằng sẽ rơi vào tay chính quyền U Ngụy. Đó cũng là vì họ sơ suất, làm lỡ thời cơ đẹp nhất. Nhật Ngụy giờ cũng như sói đói, cuồng loạn cắn khắp nơi. Tôi đã tìm Tư Mã Phong, bảo anh ta dẫn dụ bọn sói đói đi. Nhưng lô vàng đó, nếu chỉ dựa vào anh ta e là không được. Sói Phiêu, anh có dự định gì? Lô hàng đó đang giấu bên trong tường. Tôi đã nghĩ ra cách tạm thời chuyển dời sự chú ý của địch, nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian, vì rất có thể kẻ địch sẽ sớm phát hiện ra sơ hở. Ở kho hàng đó có kẻ địch canh gác hay không? Có quân hiến binh, nhưng không nhiều người. Ở ngay cửa có lính gác. Tên lính đó sẽ giao cho Tư Mã Không giải quyết, có lẽ không vấn đề. Đảng Cộng sản chúng ta có kỹ năng cơ bản tốt, nên lấy ra đống hàng đó rồi vận chuyển đi. Chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhưng từng tầng lớp canh gác khắp Thượng Hải, một lô hàng lớn như vậy, làm cách nào vận chuyển ra khỏi thành đây? Tôi có một kế hoạch. Tôi vừa vẽ vừa nói anh nghe. Chúng ta cùng kết hợp xem có làm được không. Sĩ quân, anh sao vậy? Sao trông bực tức vậy? Anh nói em đã từng thấy loại người đó chưa? Tự mình làm mất tiền lại bắt người khác tìm về, không tìm được thì bắt người ta bán thân trả cho ông ta. Đó là những việc đám khách làm chơi trong kỷ diện đó làm được sao? Em biết anh đang nói tới ai. Nhưng anh ví dụ như vậy thì không hay lắm đâu. Còn cần dễ nghe nữa sao? Chính quyền bọn anh chẳng phải là kỷ diện do người Nhật lập ra sao? Anh chính là kẻ bán thân đó, không còn cách nào khác. Nhưng đám khách làng chơi đó vốn không hiểu chỗ khó của người bán thân như anh. Hắn ta bảo anh tiếp khách như vậy, anh không tiếp được. Em nói hôm nay sao anh cứ nói mãi về kỷ diện vậy? Là Chi Giang đã kích thích anh chứ gì? Không phải. Bộ trưởng, thực ra tôi biết nguồn gốc của căn bệnh ngài ở đâu rồi. Nếu ngài không muốn làm kỹ nữ, sao không thử làm khách làng chơi đi? Việc của cậu còn chưa xong, lại tới làm phiền tôi sao? Giờ tôi không muốn gặp cậu. Ra ngoài. Đội trưởng Triệu đang ở bên ngoài. Những lời vừa nãy ngài nói trong phòng, ông ta nghe hết cả rồi. Ông ta không chịu vào, nhất quyết bảo tôi vào. Ông ta nói tướng quân Shibayama đang hỏi ngài kết quả buổi tìm kiếm hôm nay thế nào. Dục dục, chỉ biết dục. Giờ Thượng Hải đang rất loạn, gà bay chó nhảy hết rồi. Bộ trưởng, tôi nghe nói thị trưởng muốn dùng quỹ dự trữ 100 triệu đổi lại 500 cân vàng dân cô. Chuyện đó ngài tuyệt đối đừng làm. Đó là 500 cân vàng chứ không phải là 500 lượng bạc đâu. Ngài muốn có được số vàng lớn như vậy, chẳng phải là tìm khắp nhân gian này sao? Đến khi đó cũng sẽ như Thượng Hải này, loạn lạc, tiếng xấu gian xa hơn. Chuyện đó không được sao? Tôi thì có thể làm gì được chứ? Tôi thấy cũng lạ thật đấy. Chuyện quỹ dự trữ bị cướp nên là trách nhiệm của thị trưởng Thượng Hải chứ. Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm. Tại sao lại đẩy trách nhiệm cho ngài chứ? Ngài bị dục gấp gáp tới vậy. Thị trưởng Châu thì hay rồi, ngồi yên vị trên đài câu cá, còn tránh được những rắc rối đó nữa. Sói Phiêu nói rất đúng. Nhưng anh có cách gì chứ? Thực ra không hẳn không có cách. Chỉ một chữ thôi. Đẩy. Trong đó thực sự có hai tầng ý. Tầng thứ nhất, ưu tiên vụ án vàng đó lên đầu. Bắt bừa một ai đó để lấy khẩu cung, nói lô vàng đó đã vận chuyển ra khỏi Thượng Hải. Vụ án trước đó là Bộ Tư lệnh Hiến binh phụ trách, không liên quan chút nào tới chúng ta. Chúng ta cũng đã rút lui rồi. Tầng thứ hai là việc đổi vàng. Phải công bằng chứ. Tô Châu Chiết Giang Thượng Hải, mọi nơi đều như nhau. La Quân Cường là tâm phúc của thị trưởng, anh ta lại ở An Huy. Tôi thấy nên cho anh ta làm thí điểm. Làm vậy chẳng phải quả bóng đó sẽ đá sang cho thị trưởng sao? Để tôi nghĩ xem. Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn gặp ai. Đi đi, để mai rồi nói. Được, vậy tôi qua đó đã. Anh Không, nửa đêm rồi đi theo nghe ngóng ở đây như này sao? Bớt nói nhảm đi. Cậu nói xem tại sao? Rõ ràng biết rồi còn hỏi. Được rồi. Anh trải giường làm gì vậy? Cô đừng hiểu nhầm.
cô ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Vậy còn được, giống một quân tử. Đó là ai vậy? Triệu Chi Giang. Như này chẳng phải đích thân tôi đưa họ lên giường sao? Đúng là lên giường rồi. Đi rồi. Tôi xuống đất ngủ. Không cần. Là tôi muốn nói, lỡ như bị bọn họ phát hiện, vừa nãy chúng ta chỉ đóng kịch, không phải sẽ uổng công hay sao? Vậy cô có ý gì? Tôi... Anh ngủ trên giường đi. Tôi tin tưởng anh. Ngủ chưa vậy? Ngủ rồi. Vẫn chưa. Sói phiêu. Thực ra tôi, Thư Diên, không cần nói gì cả. Tôi hiểu. Anh hiểu là tốt rồi. Chị Giang, đêm qua tình hình thế nào? Bộ trưởng, tôi đã nghe rất rõ ràng. Hai người đó lật qua lật lại, giao thật súng thật. Thật đó. Cho dù là vậy, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Bộ trưởng, đội trưởng Triệu, tiến sĩ Soái, xem tinh thần anh đêm qua ngủ ngon đấy chứ. Vẫn bình thường, ngày nào cũng vậy. Sao vậy? Anh ở ngay cạnh nhà tôi. Đêm qua từ nhà anh phát ra tiếng động cũng lớn quá đấy. Đội trưởng Triệu, anh thật đê tiện quá. Bộ trưởng, ngài không quản anh ta xem. Được rồi, nói chuyện chính. Xem cái này đi.
Trùng Khánh tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng lô hàng đó về lại Trùng Khánh. Hôm qua anh mới nảy ra ý nghĩ đó, hôm nay bọn họ đã có phản ứng. Có phải là quá tình cờ không? Bộ trưởng, tin này tới thật kịp lúc. Nếu như làm theo ý kiến đó của tôi, không chừng sẽ lộ tẩy, trở nên bị động. Giờ ngài đã có điện báo này thì ngài không còn trách nhiệm nào nữa. Bộ trưởng, ngài đừng nhìn tôi như vậy. Nếu tôi biết có bản điện báo này, tôi đã không nêu ý kiến với ngài rồi. Chẳng phải làm việc thừa thải hay sao? Cùng tôi đến bộ tư lệnh hiến binh, gặp tướng quân Shibayama. Tôi biết tin này còn sớm hơn anh. Nhân viên tình báo của tôi ở Trùng Khánh tối qua đã gửi điện báo cho tôi rồi, chứng tỏ đó là tin giả, là tung tin quả mù để mê hoặc chúng ta. Tướng quân, sao ngài biết tin tức đó là giả? Cậu nghĩ xem, nhiều vàng như vậy vận chuyển tới Trùng Khánh, đó là chuyện lớn. Tiệc chúc mừng ở Trùng Khánh, cho dù Tưởng với Thạch không tới, Đối Lạp cũng sẽ tới. Cho dù Đối Lạp không tới, thì chủ quản tài chính Khổng Tường Hy, Tống Tử Văn cũng sẽ tới. Đều là những nhân vật nồng cốt của Tổng vụ Quân Thông. Bọn khốn kiếp. Tướng quân, tôi đang chửi Quân Thông. Chúng dám lừa chúng ta, là thủ đoạn đánh lạc hướng chúng ta. Để chúng ta bỏ qua vụ lô hàng, không những không ngừng mà phải tăng cường hơn nữa. Đó chính là trách nhiệm của anh. Nhớ kỹ, tôi cho ông thời gian. Một tuần đã sắp hết một ngày rồi đấy. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố hết sức. Tướng quân, thực ra Bộ trưởng Lâm cũng có chỗ khó. Chuyện đó vốn không phải là việc của ông ấy. Trung Quốc có câu tục ngữ nói, ai đi vệ sinh, kẻ đó tự đi lao. Bộ trưởng Lâm đang đi chùi mông cho kẻ khác, rối loạn hết cả Thượng Hải này lên. Nhà máy, kỹ viện đều đã lục soát cả lên. Ông ấy lại mang tiếng xấu bên ngoài, lỡ như sau này không điều tra ra, còn phải lãnh trách nhiệm. Bộ trưởng Lâm thật quan uổng quá, bên ngoài chẳng phải người sao? Anh nói vậy là sao? Những nơi cần lục soát, tôi đã lục soát hết cả rồi. Nhưng có những nơi, ví dụ như khu người Nhật ở Hồng Khẩu, trạm xe điện, bến tàu, thậm chí Bộ Tư lệnh Hiến binh Nhật, còn cả cơ quan của người Nhật đều đã tra rất kỹ. Tướng quân, tôi nói câu này ngài đừng buồn. Tư Mã Không này đã từng trốn trong kho hàng của chiến đội hải quân Nhật. Khi đó tướng quân Kagesuke không cho chúng ta điều tra, kết quả thì sao? Tư Mã Không chỉ một ngòi lửa đã đốt cháy nhà kho rồi. Không thể nào. Những nơi anh nói không thể có Tư Mã Không, càng không thể là nơi giấu vàng. Tôi không còn gì để nói nữa. Bộ trưởng, ngài nói đi. Tướng quân, mời ngài ngồi xuống đã. Sói Phiêu nói rất đúng. Tướng quân nếu không đồng ý, vậy chúng tôi sẽ làm theo ý ngài. Bộ trưởng Lâm, xem ra trong lòng ông cũng có tâm trạng. Nội bộ người Nhật chúng tôi, từ sau khi xảy ra chuyện Nakamura, đã tăng cường kiểm tra tự thân rồi. Chúng tôi sẽ không để Tư Mã Không chiếm được lỗ hổng đó đâu. Mong Bộ trưởng Lâm yên tâm về điều đó. Báo cáo. Vào đi. Tướng quân, phát hiện gần chùa Tịnh An có đám người tụ tập, xin hỏi phải làm sao? Giải tán hết cho tôi. Lúc này còn tụ tập gì nữa? Tướng quân, e rằng không được. Đó là tiếng chuông hàng năm của chùa Tịnh An, phải đánh 180 tiếng chuông. Đó là phong tục rồi.
có biểu diễn, múa lân và du lịch bằng xe qua. Người dân Thượng Hải vào mỗi đêm đó đều sẽ nghe 180 tiếng chuông để cầu phúc, cầu may mắn. Thói quen đó chưa từng bỏ. Nhưng hiện giờ, người Nhật đã tiến vào Tô Giới, lại cho ngừng hoạt động đó. Ngài bảo dân chúng Thượng Hải sẽ nhìn quân Nhật thế nào đây? Có chuyện đó sao? Đúng thế, năm nào cũng vậy. Hai năm trước, khi quân Nhật chiếm Thượng Hải, họ cũng chưa từng cho ngừng, chúng tôi cũng chưa từng can thiệp vào. Vậy cử người giám sát kỹ vào, để tránh có kẻ nhân cơ hội làm loạn. Dân, tôi đã cho các anh sĩ diện. Việc tôi giao cho các anh, nhất định phải tranh thủ thời gian mà làm. Bộ trưởng, Shibayama này quá ngạo mạn rồi, nói chuyện với ngài như thể cha dạy con vậy. Không coi trọng ngài như tướng quân Kagesuke, người ngạo mạn sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi. Hắn ta xem chuyện ở Thượng Hải quá đơn giản. Nhưng ông ta ra lệnh cho ngài có thời hạn. Nếu ngài không bắt được Tư Mã Không thì phải làm sao? Không tìm được hàng thì phải làm sao?